Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ update lại cho các bạn dự án đến từ một cái ví Dobami Wallet nha các bạn. Thì cái ví này nó tiềm năng như là một cái ví Coin 98 nha các bạn. Thì dự án nó có thể lệ như sau nè các bạn. Nếu tổng số tiền của tất cả các bạn quán đổi và ghép của bạn quán đổi từ 0.1 đến 10 USDT thì các bạn sẽ nhận được 1 Dobi cho 10 điểm nha các bạn. Nếu tổng số tiền quán đổi của bạn và ghép của bạn thực hiện từ 10 đến 100 USDT thì các bạn sẽ nhận được 5 Dot cho 10 điểm nha các bạn. Thì cứ dài lên nha các bạn. Nếu tổng số tiền quán đổi của bạn và ghép của bạn nhiều hơn 100 USDT thì bạn sẽ nhận được 10 Dot cho mỗi 10 điểm nha các bạn. Thì dài xuống nữa bạn. Thì thông tin nó trong phần limit minimum này mình các bạn vào tham khảo nha các bạn. Thì dự án này về chuyển đổi điểm, mã thông báo này sẽ diễn ra, Dobi này sẽ diễn ra sau khi một tháng nó sẽ limit, sau khi limit nha các bạn. Thì để swap được thì mình hướng dẫn các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở cái địa chỉ với Dobami Wallet của tất cả các bạn ra nè. Bạn nào chưa tham gia thì click cho phần link mô tả dưới video mình tham gia nha các bạn. Dự án này khá là tiềm năng đó nha các bạn. Thì trước kia mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví và lấy đường dép chia sẻ nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn dùng 12 chuỗi cụm từ bao mặt đó các bạn để bắt up ví như bạn. Các bạn bấm vào mục wallet nè. Rồi các bạn bấm vào mục mũi tên nè các bạn. Sao lock chậm quá ta. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục reset nha các bạn. Rồi các bạn hiện ra những cái phần này thì các bạn bấm vào create new wallet nè các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn nhập password của mình vào các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn bắt up 12 chuỗi cụm từ bao mặt lại nha các bạn. Các bạn dán vào đây các bạn bấm nút tạo. Rồi sau khi các bạn tạo thì các bạn đã có một cái địa chỉ ví nha các bạn. Thì bạn bấm vào mục reset nè. Các bạn copy địa chỉ ví này nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở địa chỉ ví chocolate của các bạn ra nè. Các bạn gỡ lên từ 0.1 đến 10 đô rồi các bạn swap nha các bạn. Bạn bấm gỡ nè. Các bạn dán địa chỉ người nhận. Mình chơi mắt luôn các bạn. Rồi bấm tiếp tục. Rồi sau khi bạn gửi xong thì các bạn chờ một chút, nó sẽ ghép lên cái sàn một cái ví Dobami Wallet của tất cả bạn nha các bạn. Thì bạn mở địa chỉ Dobami Wallet của tất cả bạn ra. Chưa lên nữa các bạn, chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nè bạn, mình nạp vào nó đã lên rồi nè các bạn. Sau đó các bạn bấm vào một swap nha các bạn. Thì các bạn cần swap BNB qua BUSDT nha các bạn. Tìm con BUSDT. Rồi mình swap mắt luôn nha các bạn. Đó, chậm quá. 0.02. 0.02. 24. Rồi. Các bạn bấm vào enter nha các bạn. Nó chậm quá ta. Ủa số 2 cái B. Phải. Swap nha các bạn. Rồi các bạn bấm swap các bạn. Vì nó lock chậm quá. Ok, chanh xanh các bạn bấm ok nha các bạn. Rồi nha bạn, các bạn swap qua 10 BUSDT là đủ điều kiện nữa các bạn. Rồi thì giờ nữa các bạn muốn rút về thì các bạn swap lại BNB và bạn bấm vào một wallet nè các bạn. Các bạn bấm vào reset các bạn rút về với chính cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi thì cái điểm boy này nó sẽ gỡ về cho mình là con token Dobi sau nha các bạn. Rồi vậy video mình đem kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.